Xin chào anh chị, tôi là Nhất Vending. Hiện tại thì tôi đang là giám đốc chi nhánh công ty công nghệ tự động Tân Tiến Việt. Công ty tôi thì chuyên kinh doanh về nước giải khát và đồ ăn nhanh thông qua chuỗi hệ thống máy bán hàng tự động. Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã và đang sinh hoạt trong câu lạc bộ Ichimoku Chính Pháp được trên 3 năm. Đó, thì thực sự 3 năm trước khi biết đến Ichimoku Club thì tôi cũng đầu tư cũng khá lâu và cũng có những cái khó khăn trong việc lựa chọn mua mã cổ phiếu, đặc biệt là nhận biết được cái mã cổ phiếu là tốt, xấu, tăng hay giảm. Mặc dù tôi cũng đã biết đến một số các hình thức phân tích kỹ thuật khác, nhưng khả năng sinh lời thực sự rất là kém, thậm chí là thua lỗ liên tục. Đó. Thì nhưng kể từ khi tôi biết đến Ichimoku Club, thật là tuyệt vời. Nó cũng là một cái duyên. Tôi biết đến một cái công cụ rất là hiệu quả. Không những tôi chọn được những mã cổ phiếu tốt, đối với tôi đến lúc đó chọn mã cổ phiếu không thành vấn đề, bởi vì với cái bộ lọc của công cụ Ichimoku Chính Pháp thì rất nhiều cổ phiếu tốt mà có thể mua, chỉ sợ tôi không có tiền thôi. Đó. Thì và đặc biệt khả năng cái sinh lời, khả năng tăng giá xác suất của nó rất là cao, lên đến tận 80%. Đó. Thì chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ và cho anh chị những mã cổ phiếu tốt và có khả năng tăng giá trong thời gian sắp tới. Đó, thì lời đầu tiên tôi xin cảm ơn anh Phát cũng như là anh em leader trong club đã set up một cái bản tin này để tôi có thể chia sẻ và giúp đỡ anh chị trong việc lựa chọn mã cổ phiếu tốt, khả năng tăng giá cũng như sinh lời cao để đầu tư. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phân tích các mã cổ phiếu và các mã cổ phiếu được lọc tốt mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị các cơ hội đầu tư trong ngày mai là ngày 29 tháng 8. Trước tiên chúng ta nhìn VN Index thì trước đó thì anh Đinh Tiến cũng đã phân tích VN Index trong thời gian tới rồi, cho nên là tôi cũng không phân tích nhiều nữa, thì tôi sẽ phân tích sơ qua. Thì hiện tại trạng thái của VN Index rất là tốt, tiềm năng trong thời gian tới thì VN Index tiếp tục thể hiện trạng thái tăng giá, đặc biệt trong khoảng 3 tháng nữa VN Index có cơ hội để tăng giá rất là mạnh. Mục tiêu chỉ số khoảng 1.000 trong vòng 3 tháng rưỡi nữa. Đó. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu cho anh chị một số mã cổ phiếu đạt được những cái chỉ số mà công cụ Ichimoku Chính Pháp lọc ra. Đó, mã đầu tiên tôi đề xuất giới thiệu cho anh chị là mã VCB. VCB thì trong các bản tin trước tôi nhận định, trong cái bản tin nhận định hàng ngày mà anh chị đã được nhận vào mỗi buổi sáng đó, thì tôi liên tục nhận định cổ phiếu ACB sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới, đặc biệt là trong thời gian vừa qua ACB đã vượt qua một cái cản rất là lớn, và trạng thái giá tiếp tục thể hiện sự tăng giá trong thời gian tới. Như vậy tôi đề xuất anh chị lên nắm giữ cổ phiếu ACB. Thì cách đây khoảng khoảng 16 phiên, điểm mua đầu tiên của ACB là điểm mua đầu tiên của ACB. Thì trạng thái hiện nay đang thể hiện sự tăng giá trong thời gian tới là
khá tốt và anh chị có thể xem xét mua trong vòng ngày mai nếu mức giá vượt qua được giá 64 thì ACB sẽ tiếp tiếp tục sự tăng giá trong thời gian tới. Đó là cổ phiếu ACB. Tiếp đến tôi muốn giới thiệu cho anh chị một cái cổ phiếu cũng đang thể hiện cái sự tăng giá rất là tốt. Đó chính là cổ phiếu NNG. Đó thì trong phiên hôm nay ngày 28 tháng 8 NNG đã thể hiện đã cho một cây nến thể hiện cái sự tăng giá trong thời gian tới là khá mạnh. Nếu phiên ngày mai mà cổ phiếu NNG vượt qua ngưỡng mức giá hiện tại là 31.7 thì khả năng NNG sẽ tăng giá mạnh trong thời gian tới. Vì vậy tôi khuyến nghị anh chị nên nắm giữ cổ phiếu NLG này. Đó. Tôi đánh giá khá cao cái đồ thị của NNG này sẽ tăng giá trong thời gian tới. Tiếp đến sẽ có một mã cổ phiếu nữa mà tôi muốn giới thiệu cho anh chị, đó là mã cổ phiếu PNX. PNX hiện tại trạng thái giá đang thể hiện cái sự tăng giá khá tốt. Tuy nhiên ở phía trên đang có cái vùng cản 69.2. 69.2. Nếu mà trong phiên ngày mai PNX giá đóng cửa trên 69.2 thì đây sẽ là một cổ phiếu thể hiện cái sự tăng giá trong thời gian sắp tới khá mạnh. Tuy rằng hiện tại đang gặp vùng cản tại 69.70 nhưng tôi đánh giá với trạng thái hiện tại của cổ phiếu PLX thì khả năng tăng giá trong những phiên tới là khá cao. Hỗ trợ gần nhất của PLX ở mức giá 67.4. Cho nên tôi khuyến nghị anh chị lên nắm bắt cơ hội và nắm giữ cổ phiếu PNX, đặc biệt là cổ phiếu NNG. Đó thì hiện tại trạng thái thể hiện sự tăng giá trong thời gian tới là khá mạnh. Như vậy tôi vừa chia sẻ cho anh chị ba cổ phiếu đang thể hiện cái sự tăng tăng giá mạnh trong thời gian sắp tới và tôi khuyến nghị anh chị lên nắm giữ ba cổ phiếu này. Đó thì nếu anh chị thấy đây là một video hữu ích và
có giá trị, hãy like, comment và chia sẻ clip này cho nhiều người biết. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn anh chị.